Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ tiếp tục làm bài tập số 3, đó là ghép cây đàn violon vào trong cái hình như thế này nha. Trước hết là mình sẽ mở những file dữ liệu ra. Chúng ta có 1, 2, 3 file dữ liệu, vẫn nhấn Open. Rồi, mình đưa cái hình đèn sang bên đây luôn ha. Mình tắt cái này xuống dưới này, mình tắt cái này xuống dưới nè. Mình sẽ gióng hai cái đối tượng này cho nó sang đều hai bên, các bạn vô Arrange và bạn chọn to up vertical ở đây. Nó sẽ gióng cho bạn hai cái hình sang hai bên đó. Bây giờ mình sẽ làm trực tiếp ở trên cái nền này luôn, nhưng mà các bạn nhớ là phải lưu thành một cái file khác, kẻo bạn lưu đè lên trên cái file gốc của nó là bạn bị mất dữ liệu gốc nha. Mình sẽ nhấn Ctrl S, sau đó mình sẽ lưu cái file này lại, chẳng hạn như bạn sẽ ghi đây là BT03 ha. Rồi, mình sẽ lưu thành file PSD, nhấn Save. Bây giờ mình sẽ đưa cái hình cây đàn vô, mình sẽ mở hình cây đàn lên. Đây là hình cây đàn này các bạn. Mình sẽ đưa nó sang bên đây ha. Mình sẽ tạo vùng chọn, đó là mình sẽ dùng Magic Wand Tool. Sau đó bạn setup cái này ở cái mức độ vừa phải thôi. Nếu xong rồi bạn sẽ bấm, bạn đang để contiguous nha, mình bật này lên, bởi vì nếu như bạn tắt cái này đi thì nó sẽ lấn vô những cái vùng ở bên trong cây đàn. Mình bấm ở đây, sau đó bạn chọn thêm phần bên đây thì bạn giữ phím shift, bạn chọn thêm phần bên đây, bạn giữ thêm phím shift, bạn chọn phần ở bên dưới và bạn chọn phần bên đây, sau đó bạn nhấn Ctrl shift y ngắn. Xong rồi bạn đứng lên công cụ Move, phím tắt là chữ V. Bạn cầm bạn lôi nó sang bên cái hình nền của chúng ta và mình tắt luôn cái file này đi. Sau đó bạn nhấn Ctrl T, bạn scale cho cái tấm hình này nó tương đối ra một chút nữa, để cho nó giống với lại cái bài mẫu của chúng ta nhé. Bây giờ mình sẽ chỉ cho các bạn là làm sao để giống cho nó ra giữa này. Bạn sẽ chọn cái layer của cái đàn này và bạn chọn cái layer bên dưới. Sau đó bạn về công cụ Move, bạn chọn vô cái biểu tượng này là giống giống theo trục ở giữa, từ theo thẳng đứng xuống đó, nó đã ra giữa nha. Tiếp theo mình sẽ đưa cái lá sang bên bài nha. Mình đưa cái lá sang đây. Bây giờ mình sẽ mở cái file này ra, mình chọn nè, mình chọn, bây giờ mình bắt đầu mình chọn cái lá nha. Mình nhấn tạo công cụ tạo vùng chọn là Magic Wand Tool một lần nữa, bạn click xuống cái nền trắng, sau đó bạn nhấn Ctrl Shift Y ngắn để bạn nghịch đảo vùng chọn. Vậy bây giờ ta đang có cái lá, cái hoa hồng và cái giọt máu ở đây. Bây giờ bạn sẽ dùng cái công cụ vùng chọn ngẫu nhiên là Lasso Tool này, sau đó bạn bấm vô phần chọn phần dao, bạn chọn phần dao nhé, bạn khoanh vùng cái lá, bạn khoanh vùng cái lá để bạn chọn dao. Với cái lá thì nó chỉ lấy một cái lá thôi. Đó, bạn lấy cái lá xong đó bạn nhấn Ctrl C, bạn đưa sang bên cửa sổ bên này nha. Bạn đưa sang cửa sổ bên bên đây, bạn nhấn Ctrl V. Rồi, mình có một cái lá nè. Tiếp tục bạn lại trở lại cái bên đây, bạn nhấn Ctrl Alt Left Z để bạn trở lại cái thao tác trước đó là bạn chưa có chọn dao. Bây giờ bạn chọn xin lỗi nha. Bây giờ bạn chọn lại công cụ Lasso Tool nè, rồi bạn lại chọn phần dao. Bây giờ bạn khoanh hai cái đối tượng này. Ở đây mình chỉ cho bạn nhiều cách nha, bạn có thể sử dụng nhiều cách. Bạn dùng công cụ Move rồi bạn lại di chuyển nó sang bên đây. Sau đó bạn tắt luôn cửa sổ này đi. Nhấn No. Rồi. Bây giờ ấy, hồi nãy các bạn cũng có thể đưa cả ba đối tượng sang và bạn tách nó ra sau cũng được. Bây giờ mình sẽ tách hai cái này ra nha. Bây giờ bạn sẽ chọn nè, bạn dùng công cụ Lasso Tool nè, bạn chọn cái phần giọt máu nè. Bây giờ mình phóng to lên cho các bạn coi nha. Mình chọn cái phần giọt máu nè. Sau đó ấy, bây giờ hai cái đối tượng này nó đang nằm trên cùng một layer là layer số 3. Bây giờ bạn tách thằng này sang layer khác, bạn nhấn Ctrl Shift cộng với phím J. Phím J là cái phím nằm ở giữa phím H và phím K đó các bạn. Rồi, bây giờ chúng ta đang có ba đối tượng, nó đã nằm rời thành ba layer. Bây giờ mình đặt tên cho cái này là lá nha. Mình đặt tên cho cái này là hoa. Cái này mình đặt tên cho nó là blood đi ha. Rồi, ok luôn. Ở đây mình đặt tên cho nó là đàn ha. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ xử lý cái phần lá trước. Bây giờ mình sẽ đưa cái phần lá này lên trên nè. Mình tắt hai cái này đi nha. Mình đưa phần lá lên trên này, bạn nhìn bây giờ mình sẽ làm cái phần lá. Bạn phân tích, bạn sẽ thấy cái hình gốc của chúng ta này, nó có một cái vùng lá ở đây, nó nằm ở đằng sau cái đàn. Một cái vùng ở đây, vùng lá ở đây, nó nằm ở đằng trên cái đàn. Và chúng ta lật đối xứng, nó chúng ta copy nó sang hai bên thì nó sẽ được như thế này. Bây giờ mình sẽ
làm ở bên phải trước nha. Bên phải trước mình để nó vô một cái vị trí tương đối như thế này, mình xoay nó lên trên một chút ha. Mình xoay nó lên trên. Với cái lá như thế này các bạn có thể bóp méo ngẫu nhiên cũng được, không cần phải giữ ship cho nó thẳng hàng bởi vì nó là cái lá. À, rồi tiếp tục bạn nhân bản ra thêm cái thứ hai ở đây là bạn nhấn Antalet, bạn kéo nó ra. Bạn nhấn Antalet bạn kéo ra, bạn nhấn Ctrl T, sau đó bạn scale cho nó to ra một chút rồi bạn đưa con trỏ ra ngoài nè. Bạn xoay nó một chút về phía cái chiều như thế này nha. À, bạn nhấn Enter, bạn kết thúc thao tác. Sau đó ấy, bạn chọn vô nó và bạn kéo Antalet xuống. Bạn kéo Antalet, bạn giữ Antalet, bạn kéo nó xuống dưới. Sau đó bạn lại scale cho nó bé lại bằng cái thao tác là Ctrl T cộng với lại cái nắm cái góc của nó bạn kéo. Mình được cái lá thứ ba. Cái lá thứ ba này mình cho nó xuống khỏi cái lá thứ hai nha. Rồi tiếp tục bạn sẽ kéo thêm một cái lá thứ tư ở đây nữa. Bạn làm tương tự như thế, chúng ta sẽ có được 4 cái lá như thế này. Đấy, ở đây mình ví dụ thôi nha. Các bạn có thể căn chỉnh lại một chút cho nó phù hợp với cái thẩm mỹ của các bạn nhé. Rồi, mình cho nó ra đây một chút ha. Cái này mình cho nó xuống đây và mình cho nó xuống dưới luôn. Mình cho nó xuống dưới khỏi cái kia luôn nha. Rồi, đó, chúng ta đã có được một vùng, một 4 cái lá ở đây rồi nè. Bây giờ các bạn sẽ chọn cho mình cả 4 cái lá này luôn. Bạn chọn cho mình cả 4 cái lá này là 1 nè, 1 lá nè, 2, 3, 4 nè, 1, 2, 3, 4. À, trước khi chúng ta rút nó lại thì bạn nhân bản cho mình một cái lá này ra dự phòng. Rồi bạn nhấn Antalet, bạn kéo nó ra một cái lá ở đây, bạn để dự phòng ở đây nha. Là cái lá trên cùng nha bạn. Rồi bây giờ mình chọn cái lá này, mình không chọn lá trên cùng nha. Mình chọn tất cả các lá còn lại nè. Là 4 cái lá nằm ở bên cái khu vực bên này đó. Xong rồi bạn chọn cả 4 cái này, bạn nhấn Ctrl G để bạn rút nó lại luôn. Bạn group lại thành một group ở đây này. Đấy, bây giờ bạn di chuyển nó đi cả group này, thấy chưa? Rồi, tiếp theo nha, mình sẽ lật nó sang bên góc bên kia. Mình sẽ lật cho nó sang. Mình nhấn Ctrl T một lần để mình scale cho nó ra như thế này đây. Mình xoay cho nó sang bên trái một chút. Tiếp theo là bạn sẽ nhân bản cái này và bạn lật sang bên phải. Bạn lật sang bên trái. Mình nhấn Ctrl J. Mình đứng trên group và nhấn Ctrl J, được chưa? Ở đây mình đặt tên cho nó là lúc lá 1 đi ha. Còn ở đây là lúc group lá 2 nha. Bây giờ mình nhấn Ctrl T. Sau đó ấy, bạn sẽ lật đối xứng. Mà trước khi bạn lật á, thì bạn lấy cái tâm của nó nè. Bạn cầm cái tâm của nó đây nè. Bạn đưa nó ra giữa cái thân của cây đàn nè. Sau đó bạn nhấn chuột phải vô đây và bạn chọn Flip Horizontal thì nó sẽ lật đối xứng cho bạn sang bên phía bên này của cây đàn và nhấn Enter. Sau đó bạn đưa hai cái nhóm lá này xuống dưới khỏi cây đàn để cho nó ra đằng sau. Đó, chúng ta đã cho nó ra đằng sau. Bây giờ bạn sẽ làm cho cái nhóm lá ở đằng trước. Mình lấy cái lá mình dự phòng hồi nãy nè. Đó, mình chọn vô cái lá dự phòng. Chọn bằng cách là bạn nhấn Ctrl, bạn click lên cái lá là nó sẽ chọn cho bạn cái layer này nha. Bạn nhấn Ctrl T, bạn scale cho nó bé lại một chút. Ở đây mình làm bên phải nha. Mình cho to lên cho bạn các bạn dễ thấy nè. Rồi, mình xoay nó ra đây nha. Mình xoay nó ra đây. Mình được một lá nè. Rồi, mình lại nhân bản lên thêm một lần nữa. Mình được cái lá thứ hai. Ở đây, cái lá này mình cho nó ra ngoài đây một chút đi ha. Rồi mình cho nó đang vào đây một chút đi. Mình nhân bản lên thêm một lần nữa. Mình được cái lá thứ ba và mình lại xoay. Các bạn có thể xoay rồi các bạn đặt ngẫu nhiên chỗ nào cũng được ha. Tiếp theo là mình sẽ nhân bản thêm một cái nữa. Rồi mình nhân bản cho nó ra đây nha. Mình để nó nằm ở đây đi. Rồi mình để cho nó ra đây thêm một cái nữa nè. Cho nó ra đây thêm một cái nữa. Mình xoay. Rồi. Mình muốn đưa cái lá này lên trên nè. Mình muốn đưa cái lá này lên trên. Đưa cái lá này lên trên cùng. Đấy. Thì mình kéo nó lên trên bằng cách là bạn bấm Ctrl Shift cộng với lại phím đóng ngoặc vuông thì nó sẽ lên trên cùng. Mình nhân bản cho nó ra thêm một lá nữa đây đi ha. Cho nó ra thêm một lá nữa ở vị trí này nha. Rồi mình đưa cái này cho nó ra đây. Mình xoay rồi mình chỉnh lại một chút ha, chỉnh lại một chút những cái chỗ lá là nó nằm chưa có đúng như là cái vị trí mà mình muốn á, thì mình có thể chỉnh nó lại một chút. Ok, tạm thời là mình có cái đám lá nó như thế này đi. Rồi mình chọn hết tất cả cái lá này lại nè bạn. Đây nó copy nè.
Rồi mình di chuyển nó một lượt nè, di chuyển nó lui lui sang bên bên phải một chút. Mình có thể cho nó to toàn bộ cái này ra một chút nữa nè. Rồi đó. Mình nhấn Enter, sau đó bạn nhấn Ctrl G, bạn gộp tất cả cái này lại thành một cái nhóm lá, mình đặt tên nó là nhóm lá 3 đi ha. Rồi, sau đó thì bạn lật sang bên trái bằng cách là bạn nhấn Ctrl J, bạn nhân bản nó lên thành một đám lá nữa, bạn đặt tên là lá 4. Rồi bạn nhấn Ctrl T, tương tự như thế bạn đưa cái tâm của nó này, bạn đưa ra giữa cái thân đàn, bạn nhấn chuột phải và bạn chọn Flip Horizontal, nó lật cho bạn sang bên trái. Bây giờ chúng ta sẽ mở cái hoa lên này. Chúng ta sẽ mở con mắt của cái layer hoa lên. Bạn đưa nó, ấy xin lỗi mình chưa chọn vô cái hoa nhá. Bạn giữ control và bạn click vô cái hoa, xong rồi bạn đưa nó lên đây, bạn đưa lên trên cùng thì bạn bấm phím control shift cộng với lại phím đóng ngoặc vuông thì cái layer này nó sẽ đi lên trên cùng. Nó nằm ở vị trí này, chẳng hạn như mình đặt nó nằm ở đây đi ha. Mình đặt nó nằm ở đây đi. Rồi. Sau đó thì bạn sẽ đưa cái giọt máu lên trên luôn. Đây cái plus này, bạn cũng nắm nó, bạn đưa lên trên cùng nha. Rồi bạn sẽ đưa nó xuống dưới đây. Bạn đưa nó xuống dưới đây. Bạn đưa nó xuống dưới đây, bạn có thể đưa nó xuống khỏi cái layer hoa luôn. Rồi đó. Cái hoa này bạn cũng có thể xoay đi để cho nó to, mình cho nó to lên một chút rồi mình xoay. Đó, hoặc là bạn có thể để vào vị trí nào đó nó tương đối mà hợp với lại cái mắt thẩm mỹ của bạn thì bạn để vô. Rồi đây mình để như vậy ha. Rồi, vậy là mình đã ghép xong những cái căn bản như thế này. Còn tiếp theo là bạn nhìn thấy ở đây nó có một vài cái hạt bụi bụi màu xanh nè. Thì ở đây á, mình sẽ quay trở lại sang bên đây nha. Mình sẽ dùng cái brush ở trong giới hạn bài này thì chúng ta sẽ dùng những cái brush ở trong đây để chúng ta vẽ nè. Bạn sử dụng cái công cụ brush. Brush là cái công cụ ở đây nè bạn. Nhóm brush là chữ B á. Chữ B bạn bấm vô phím brush này ha. Rồi mình tạo layer mới nha. Mình tạo layer mới ở đây. Mình ghi ở đây là bụi đi ha. Rồi tiếp theo là bạn chọn vô trong cái lựa chọn ở bên trên option này. Bạn chọn dùng mình cái brush nào nó có hình dạng là mấy cái hạt bụi bụi ở dưới đây nè. Đây, chứ cái này chẳng hạn thì mình lấy cái này ha. Xong rồi á, bạn thoát ra màn hình và bạn nhấn chuột phải vô trong màn hình nè để bạn tăng size ở đây lên cũng được. Hoặc là bạn có thể bấm phím tắt để tăng giảm kích thước của cọ là phím đóng ngoặc và mở ngoặc nha. Để bạn tăng giảm kích thước của cọ nha. Ví dụ như ở đây mình chọn màu đây là màu xanh đi ha. Mình chọn cho nó một cái màu xanh, ở đây là màu xanh như thế này đi. Mình nhấn OK nè. Rồi bây giờ mình cho cọ to lên và nhấn phím đóng ngoặc nha. Mình nhấn phím đóng ngoặc và cho thấy cái cọ nó to dần lên nè. Rồi sau đó bạn click vô một vị trí nào đó. Bạn click một vài vị trí đó. Bạn sẽ thấy nó có những cái hạt bụi nó xuất hiện này nè. Bây giờ mình cho cái cọ nó bé lại một chút nữa nha. Mình cho cái cọ nó bé lại nè. Xong rồi mình vẽ. Mình sẽ đổi cho nó sang một cái màu nhạt hơn một chút đi. Rồi mình nhấn OK. Rồi các bạn sẽ vẽ những cái hạt bụi này ra như thế này. Mình cho cái màu nó đậm lên một chút xíu nữa ha. Rồi bạn tăng cái cọ lên, bạn có thể vẽ cho nó ra những cái vừa to vừa nhỏ ngẫu nhiên đó. Rồi tới đây á, thì là chúng ta tạm thời chúng ta làm như thế. Sau đó thì bạn đánh chữ vào. Bây giờ bạn chọn vô công cụ chữ T ở đây nè. Cái hạt bụi này nè bạn sẽ đưa nó xuống dưới cùng luôn nha. Bạn cầm cái này, bạn cầm cái layer của nó, bạn kéo nó xuống khỏi cái layer đàn nó cho nó nằm xuống dưới luôn. Những chỗ nào mà bạn cảm thấy nó không được ưng ý, bạn có thể dùng cái cục tẩy ở đây nè. Bạn dùng cái cục tẩy ở đây xong rồi bạn xóa bớt nó đi. Mình cũng cho cái cọ to lên và bạn xóa bớt đi những chỗ nào không cần thiết thì bạn xóa nó đi. Đấy. Ví dụ như vậy. Rồi bây giờ bạn sẽ đánh cái chữ violin vô trong đây nha. Mình sẽ đứng ở trên layer trên cùng và mình dùng công cụ đánh chữ lật, công cụ text nè. Bạn click xuống dưới đây xong rồi bạn sẽ đánh chữ vô. Ok, chẳng hạn như ở đây mình xài cái phông mà bạn có thể sử dụng phông gì cũng được. Ở đây mình chọn phông này ha. Rồi mình scale cho nó to lên nè. Mình để sang bên vị trí bên phải. Để sang vị trí bên này ha. Rồi bạn chọn màu cho nó thì bạn click vô công cụ chữ T nè. Rồi bạn chọn lên đây, bạn chọn màu nè. Ví dụ bạn muốn để màu đậm hơn thì bạn để vô đây. Sau đó bạn có thể đánh một dòng ở dưới nữa. Xong rồi bạn chọn chữ, bạn chọn cái dòng chữ kia của bạn vô.
Đó, ví dụ như ở đây là mình chọn dòng chữ này và mình chọn phông chữ cho nó ha. Đó, mình chọn phông chữ cho nó rồi mình sẽ đưa nó lên trên đây. Mình zoom to lên cho bạn coi nè. Rồi. Nếu bạn muốn chữ này nó giãn ra thì muốn cái chữ này nó to ra thì bạn có thể dùng cái lệnh transform bình thường cũng được. Vậy là chúng ta đã hoàn thành được cái bài cắt ghép cái hình cây đàn violin này vô trong cái thiết kế của chúng ta. Chúc các bạn thành công. Hẹn gặp lại các bạn ở những bài học tiếp theo.